máy bay Boeing 737 MAX đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Florida. Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Southwest Airlines đang trên hành trình bay tới mùa sa mạc ở California đã phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 26 tháng 3 vì vấn đề liên quan tới động cơ ngay sau khi cất cánh. CNN dẫn lời hãng này nói rằng trên máy bay không có hành khách nào và vấn đề gặp phải không liên quan tới hệ thống máy tính trên loại 737 MAX vốn đang bị xem xét sau khi xảy ra hai vụ tai nạn chết người của hãng Lion Air và Ethiopian Airlines kể từ tháng 10 năm ngoái. Hãng Southwest ra thông cáo nói rằng phi hành đoàn chuyến bay 8701 đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Orlando ở Florida vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ yêu cầu các hãng ngừng bay Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn, nhưng cho các chuyến bay không có hành khách để di chuyển máy bay tới các phi trường khác để đậu.